Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại Gành Đá này thuộc Phú Yên các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ đưa chân các bạn đến một cái địa điểm rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể ngắm toàn cảnh biển này, rồi những hòn đá đĩa xếp rất là đẹp. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình vào xong có cái gì để khám phá các bạn nha. Đây là cái cổng đằng sau mình này, cổng đang đi vào đấy các bạn. Ở xung quanh đây thì người ta bán về rất nhiều những cái hàng hóa, mặt hàng này, đồ ăn này, ở ngay cái đầu đường ra vào đấy các bạn. Đấy, người ta phục vụ ngay cổng á. Rồi bây giờ đây, đoàn nhà mình đang đi phía trước đây các bạn ơi. Đây là cái cổng vào này, Gành Đá Đĩa này. Đấy, ngay cổng đấy các bạn. Đây còn bên kia người ta bán những cái đồ lưu niệm này, mũ này. Đấy, và những cái giỏ của phụ nữ rất đẹp, họ làm bằng mây á. Đây là quầy bán vé. Đây mọi người đến đây rất là đông các bạn ơi. Có cả xe điện này, xe điện đưa đón khách du lịch. Ở đây họ làm một cái dãy lưới này để che nắng cho khách du lịch này. Đây phía mặt trước là biển này, biển trên dãy núi này, nhìn xuống rất là đẹp. Giờ đi xe điện nó đi bộ đây. Rồi, cứ đi đi. À, đây họ bố trí mấy con ngựa này, nếu mà ai có nhu cầu thì nên ngựa đi này, đỡ mỏi chân này. Con gì? À, con ngựa. À, bên đây một con nữa này, con ngựa. Bên đây là có những cái chum này, là không biết chum gì đang viết này. Đây chum này, rồi những cái tô này, chắc bán cái đồ gốm sứ này, đồ gốm sứ. Ở trong đây là gốm sứ rất nhiều đấy các bạn này, rất là nhiều gốm sứ này. Wow, trong kia thì có những cái chum này, họ chum họ đã xếp lên những nhà sàn làm bằng tre, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi cổng chiêng rất là nhiều kìa, trong kia có những cái chiêng rất là to luôn. À, cả ấy nữa, đàn đá. Có cô bé kia chơi đàn đá kìa. Để chơi theo kiểu mà nhạc Tây Nguyên các bạn. Nghe đúng âm điệu Tây Nguyên này. Ở trong kia có một cái ấy nữa. Cối xây gió. À, có cối xây gió trong kia. Rồi đi theo đoàn tí nó quay lại. Theo đoàn tí quay lại. À, kia có một cái. À, qua đây một tí là có một họ xếp một dãy cối xây đá này,
cối xe đá rồi nó chảy theo từng cái dòng nước của cái miệng cối xe đá này. Wow, đẹp chưa? Rồi trên nữa là một cái nhà sàn bằng tre. Rồi ở đây người ta cũng bán đồ lưu niệm này, túi sách, những cái vòng kìa, những cái vòng, vòng nhìn rất đẹp. Rồi trong kia cũng có cả đá kìa, đá cảnh. Làm gì tiền đấy thôi chứ mình nắm tiền thôi. Rồi bây giờ mình tiến xuống gần đấy lại gần biển rồi, gần tới hòn đá xếp này. Một đoạn nữa xuống tới biển này. Dưới kia có một số các bè nuôi cá nha các bạn nhỉ, bè nuôi cá. Đây gần tới đấy các bạn đây, khu này rất nhiều đá này, kia có một cái khu vực của hòn đá xếp này, cứ xếp từng lớp nữa. Giống Phú Cường nhỉ? Nhìn giống của khu thác Phú Cường ấy, xuống sốc. Giống thác Phú Cường đấy. Ở đây khá nắng này các bạn ơi, không có cái cây nào để che này, quá nóng luôn. Đây bên này là một cái dãy núi đá các bạn này, núi đá cứ từng tảng tảng một này. Xuống nữa mình sẽ lên cái đỉnh trên kia kìa, trên kia để mình chụp một kiểu hình nha các bạn. Này này. Gần như kiểu là khe suối đó các bạn này, có nước rồi là đá này, mình hình dung như kiểu gần như cái thác Phú Cường ở trên Gia Lai mình các bạn. Đấy. Rồi mấy khách du lịch giờ nắng quá này tránh vào cái cây bàng kìa, cây bàng để tránh nắng. Đây các bạn, khu này cũng khá đẹp này. Đó. Đá cứ từng xếp này. Bên kia là một cái bãi cát rất là đẹp này. Đó. Cảnh quan đây khá tuyệt vời luôn. Bên kia có cái bãi tắm, chỗ đây chắc tắm rất là tuyệt vời luôn kìa. Bãi cát trải dài luôn.
mọi người tập trung ở cái khu vực Hòn Đá Đĩa rất là nhiều kìa, chụp hình. Rồi, mọi người giờ bắt đầu đang xuống rất là đông. Gia đình mình đang đang tránh nắng ở trong cái cầu kìa, không phải cái cầu, cái mái hiên nặng, cái mái hiên của cái lăng đá đĩa kìa.